bác cứ đập tay chung bác vứt đây rồi. Không có bác khó luôn. Sao tao dùng gậy đập mà? Mẹ con ấy tôi dùng cái con mũi tôi quánh chết. À có một con hổ. Ba Indo hay là hổ Bắc? Indo. Bao tiền? 50.000. Bao nhiêu? Bắt cả đàn hàng nghìn con với con này. Nhưng nó hơi lỗi một tí bên này. Hơi bị lem lem một tí. Ủa nó nốt cả nhỉ? Nốt hết mà. Con dết nó vẫn sống này. Năng lượng không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mất đi. Thế là xong con dết to bằng bằng này. Nó to mấy ngày? Một ngày, mai lại ăn con tương tự. Con này từ đợt trước chúng bắt con dết đấy, lần này là thứ hai được ăn dết. Đâu con trước là mua, con này đợt bây giờ mới bắt. Nó ăn kinh dã man luôn. Có nhiều hôm mình để con canh, ở canh nhà, con ở nhà dàn đuôi đẹp hơn. Cá đi. Cá cũng dài. Cá đi. Nhưng mà con này body đẹp hơn này. Đây, nhá. Mông to. Ông cho ra xem này. Bùng. Cá này. Chuẩn cá chuẩn. Cá. Ngon. Cá. Đây con phóng à. Ui dồi. Con cái bán đâu đây, mua đâu đây? Dạ, mua đâu? Ủa cái gì ạ? Con về con mua đâu? À đâu, cháu trên kia nghe nhân nó bắt này. Ừ, nó nói cho nên quá nó tặng tối ở đây nó nhiều ngoài vườn rất nó nghe nó soi là có cá cho ơi nuốt đi cô nào. Trước ở nhà danh hay có dết cá nhà ông Hòa à.